Các bạn thân mến, từ khi chúng ta ngồi trong ghế nhà trường, chúng ta học ngành du lịch, chúng ta học chuyên ngành về hướng dẫn viên du lịch, thì mong muốn của các bạn là chúng ta được đi nhiều nơi, chúng ta đi được nhiều quốc gia, chúng ta đi được đến nhiều cái tỉnh thành của Việt Nam chúng ta, vân vân. Đó là mơ ước của tất cả các bạn sinh viên. Nhưng khi mà chúng ta ra trường rồi, chúng ta đến công ty, chúng ta có được cái công việc làm ổn định, hoặc là chúng ta đi freelance, chúng ta đi cộng tác cho rất nhiều công ty, thì cái cơ hội của chúng ta đi đến cái vùng đất này, vùng đất kia, đi đến tỉnh thành này, tỉnh thành kia, đi đến những quốc gia này, đến những quốc gia nọ thường xuyên hơn, công việc của các bạn sẽ dày hơn, sẽ nhiều hơn để thỏa mãn cái niềm đam mê của các bạn từ lúc mà chúng ta còn ngồi ở ghế nhà trường. Nhưng có một số bạn được công ty người ta tạo điều kiện cho các bạn đi, đôi lúc đi rất nhiều, đi quá nhiều trong những năm tháng đầu của các bạn trong những ngành du lịch đó. Ví dụ như các bạn mới xin vào trong một cái công ty nào đó, chắc có lẽ là các bạn không có được đi nhiều tuyến đâu. Chúng ta sẽ đi được tập trung một vài tiếng, chẳng hạn như ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có thể là đi Mỹ Tho, Cần Thơ, hoặc là đi Châu Đốc, hoặc là chúng ta đi Phan Thiết, rồi Đà Lạt, rồi Nha Trang, vân vân. Đó là những cái tuyến cơ bản mà các bạn mới ra trường thì chúng ta thường được công ty bố trí cho đi những cái chuyến như thế này. Có thể là chúng ta công tác cái tuyến đó, có thể là trong vòng 1 năm hoặc là 2 năm đi liên tục theo cái tuyến này. Như vậy đôi lúc một số bạn cảm thấy bị nhàm chán trong chuyến đi, bởi vì nó quá nhiều. Ví dụ 1 tháng chúng ta có thể đi 2-3 chuyến hoặc là 4 chuyến trên một cái tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang, cứ như vậy, cứ lặp đi lặp lại theo cái chu kỳ hàng tuần hàng tháng như vậy, thì đôi lúc làm cho chúng ta sẽ cảm thấy rất là chán nản. Hôm nay tôi sẽ cùng tất cả các bạn chia sẻ về cái câu chuyện làm thế nào để cho chúng ta không có bị nhàm chán. Điều đầu tiên thì chúng ta phải cải thiện được cái mối giao tiếp của chúng ta, mối quan hệ, cái mối giao tiếp chúng ta. Giao tiếp đây có nghĩa là giao tiếp từ cái đồng nghiệp của chúng ta. Trong ngành du lịch chúng ta phải cởi mở cái tấm lòng của chúng ta ra, chúng ta có mối quan hệ rộng hơn, cùng là những người trong công ty, cùng đi một cái tiếng đó, thì tại sao mình không có liên kết với nhau, hoặc là những cái người mà cùng làm trong hướng dẫn mình sâu, tại sao mình không có chịu liên kết với nhau, rồi đi tới đó mình hú hí, rồi tối mình có thể là rủ nhau đi cà phê, đi ăn uống, đi làm cái việc gì đó, hoặc đi khám phá điểm này điểm kia. Thì cái đó là tạo thành cái mối quan hệ đồng nghiệp trước cái đã. Tiếp theo là mối quan hệ của những cái người mà của những cái nhà cung cấp dịch vụ. Chẳng hạn chúng ta có những cái mối quan hệ tốt từ nhà hàng, từ khách sạn, từ nhà xe, ví dụ như vậy, thì chúng ta có những cái mối quan hệ như vậy thì chúng ta sẽ có trò chuyện, hoặc là chúng ta sẽ hiểu biết hơn về trong cái ngành chúng ta chia sẻ được những cái gì niềm vui nỗi buồn trong cái chuyến đi đó, làm cho chuyến đi chúng ta bớt nhàm chán hơn. Đôi lúc chúng ta đến một cái thành phố, đến một cái tỉnh thành nào đó, đối tác biết chúng ta đến, đối tác đôi lúc cũng rủ chúng ta cà phê, hoặc là chúng ta mời đối tác một ly cà phê, đôi lúc đó rồi cũng trở thành một cái đề tài để làm cho các bạn đỡ nhàm chán hơn. Còn một cái đối tượng nữa để chúng ta mở rộng mối quan hệ tiếp, đó là khách hàng của chúng ta. Đôi lúc vào buổi tối mình cảm thấy một cái người nào đó có một cái gì đó hứng thú, hoặc là cái người đó dễ thương, cái người đó để mình có thể là giao tiếp, để mình có thể nói chuyện được, mình có thể là học hỏi họ được, thì mình có thể là mời khách đi uống cà phê, nói chuyện, chia sẻ những cái điều trong cuộc sống này, thì làm cho chuyến đi chúng ta không bị nhàm chán. Chúng ta cứ đi làm xong rồi về khách sạn ngủ, đi về làm tới đó xong về khách sạn ngủ, thì như vậy là cái chuyến đi chúng ta nó cực kỳ nhàm chán, nó cực kỳ tẻ nhạt luôn. Rồi tiếp theo là chúng ta phải có một cái nguồn năng lượng tích cực. Chúng ta đừng có nghĩ bi quan quá. Có một số bạn hướng dẫn thì hay nghĩ bi quan bi đát về cái hoàn cảnh, về cái cuộc đời của mình. Thành thử ra là các bạn thiếu một cái sự tự tin, thiếu một đi một cái nguồn năng lượng trong người của mình. Đấy, tại vì sao chúng ta phải có một cái nguồn năng lượng tốt? Có nguồn năng lượng tốt để chúng ta truyền đi những cái thông điệp mà chúng ta muốn gửi gắm cho khách, chúng ta muốn kể cho khách nghe về một cái câu chuyện gì đó, chúng ta muốn chia sẻ một điều gì đó, thì đầu tiên chúng ta phải có một cái nguồn năng lượng tích cực cái đã. Nếu mà trong đầu chúng ta toàn là suy nghĩ những cái điều tiêu cực, chắc có lẽ những cái điều chúng ta chia sẻ cho khách nó sẽ không hay đâu, nó sẽ cũng không tốt đâu. Đôi lúc mà trời mới có chuyển mưa thôi mà trong đầu mình tiêu cực, mà sẽ nói nó sẽ làm mưa thế này thế kia, nó sẽ lụt lội thế này thế kia, hoặc là đi mình sẽ trong đầu mình nghĩ lúc nào cũng sẽ xuất hiện những cái từ tai nạn, hoặc là gặp những cái trouble thế này thế kia. Như vậy là đó là chúng ta có một cái nguồn năng lực cực kỳ xấu. Ví dụ là chúng ta đi đến một cái điểm tham quan nào đó là chúng ta phải khuyến khích khách đi cho bằng được, bản thân chúng ta cũng phải đi, chúng ta phải có một nguồn năng lượng dồi dào như vậy đó. Các anh chị đi theo hướng dẫn sẽ dẫn các anh chị đến đây chụp hình đẹp lắm nè, rồi các anh chị ơi đến đây nghe hướng dẫn thuyết minh nè. Bản thân của mình phải là cái người chủ động, chúng ta phải có một cái nguồn năng lượng như vậy. Đấy, như vậy đòi hỏi bản thân có người hướng dẫn là phải có sức khỏe tốt các bạn nha, và để chúng ta có được cái nguồn năng lượng tốt, và để chúng ta truyền được những cái nguồn năng lượng tốt cho khách.
Và cái điểm thì điều tiếp theo nữa là chúng ta phải mỗi một chuyến đi như vậy chúng ta phải có một cái động lực, ngoài cái động lực làm kinh tế để lo sống bản thân của các bạn, lo cho gia đình của các bạn rồi, thì chúng ta còn phải tìm những cái động lực khác nữa. Ví dụ qua cái chuyến đi này chúng ta sẽ học được cái gì, chúng ta sẽ tìm hiểu, khám phá cái vùng đất đó về cái gì. Chúng ta tìm hiểu một chuyến đi đầu tiên chúng ta tìm hiểu về lịch sử, rồi chuyến tiếp theo mình sẽ tìm hiểu về những cái điểm ẩm thực, cái điểm ăn, những cái điểm uống nào hay ho. Một cái chuyến sau nữa mình sẽ tìm hiểu về con người, mình sẽ tìm hiểu những cái điểm nào mới, mình sẽ khám phá thêm cái vùng đất đó, những cái điều thú vị. Thì làm cho chuyến đi chúng ta nó cảm thấy cực kỳ hay ho. Và không có chuyến nào giống chuyến nào hết. Ví dụ chuyến này chúng ta khám phá về những cái cà phê, quán cà phê ngon, thì những cái chuyến sau chúng ta sẽ khám phá ở cái thành phố này có những cái điểm nào mới. Đấy, thì tạo cho mình lúc nào mình cũng mới, lúc nào mình cũng có một cái động lực để mình đi hết trơn á. Sẽ tạo chúng ta một có một cái động lực để chúng ta đi đến cái vùng đó thường xuyên mà không có bị nhàm chán. Tại vì mỗi một lần nó là một cái câu chuyện khác nhau. Rồi tiếp theo là chúng ta phải có một cái bộ nhớ tốt. Cái bộ nhớ tốt để chúng ta làm cái gì? Nếu mà chúng ta không có bộ nhớ tốt, chúng ta muốn kể một cái câu chuyện gì cho khách mà chúng ta kể không được, như vậy là chúng ta sẽ bị nhàm chán. Lâu lâu rồi chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta tự trách bản thân chúng ta, ủa tại sao mình quên, tại sao mình thế này thế kia. Nó làm cho mình bị mất đi một cái sự tự tin. Như vậy là chúng ta phải có một cái bộ nhớ tốt. Chúng ta tập kể chuyện, chúng ta tập nhớ những cái sự kiện cho nó chính xác, rồi chúng ta kể lại cho khách nghe. Thậm chí là chúng ta phải nhớ được tên của khách. Thì như vậy là rất là tuyệt vời. Như vậy là sẽ tạo cho chúng ta có thêm một cái động lực nữa. Rồi tiếp theo là chúng ta phải có tính hài hước chút xíu. Không phải lúc nào chúng ta cũng phải căng thẳng các bạn ha. Cuộc sống nó chả có cái gì căng thẳng hết. Mà đặc biệt là chúng ta làm cái nghề dịch vụ nữa, và đặc biệt là chúng ta làm về ngành hướng dẫn viên. Chúng ta không cần thiết phải là cái gì nó cao có. Chúng ta không cần thiết phải gắt gỏng. Chúng ta hãy vui lên cùng với khách. Để chúng ta trò chuyện, lâu lâu chúng ta pha những cái trò chơi, những cái câu chuyện hài hước để cả đoàn cùng nhau cười. Đó là những cái điểm nhấn để làm sao để cho một cái người hướng dẫn viên cảm thấy là cái mình có một cái giá trị nào đó, mình là một cái linh hồn nào đó của đoàn khách. Như vậy là mỗi một cái đoàn như vậy là chúng ta đều làm như vậy hết, là chúng ta sẽ thấy được là cái giá trị của chúng ta ở từng đoàn khác nhau, làm cho chúng ta cảm thấy yêu nghề hơn. Cái cuối cùng thì chúng ta phải thể hiện cái tính chuyên nghiệp. Nếu mà chúng ta làm hướng dẫn viên mà chúng ta không có thể hiện cái tính chuyên nghiệp thì nó nhàm chán thật sự. Tính chuyên nghiệp là cái gì? Tính chuyên nghiệp đó là một cái sự chúng ta được học hỏi một cách đàng hoàng, được học hỏi từ ở ghế nhà trường, chúng ta được học những cái nghiệp vụ, chúng ta được học những cái tác phong, chúng ta được học những cái đạo đức nghề nghiệp, rồi chúng ta học từ bạn bè chúng ta học từ những cái người đi trước. Thì chính vì những cái yếu tố mà cái tính chuyên nghiệp này làm cho bạn cảm thấy lúc nào mình cũng tự tin, lúc nào mình cũng có khả năng đáp ứng được nhu cầu của du khách. Như nên thành thử là làm cho mình vui vẻ hơn, mình hạnh phúc hơn. Và bây giờ khi mà chúng ta vui vẻ, chúng ta hạnh phúc hơn, thì chúng ta xem cái nghề du lịch nó là một cái gì đó là máu thịt, nó là một cái gì đó là chúng ta không có thể nào quên được, nó là một cái gì đó là nó trở thành cái nghiệp của mình phải đi theo, để cho mỗi cái chuyến đi chúng ta có được một cái động lực để chúng ta tiếp tục những cái hành trình khác nhau. Nếu chúng ta cái cách giao tiếp chúng ta không được tốt, chúng ta không có nguồn năng lượng tốt, chúng ta không có động lực, chúng ta không có một cái trí nhớ tốt, chúng ta không kém duyên, chúng ta kém đi những cái sự hài hước, chúng ta không có nghiệp vụ, thì chắc có lẽ một cái chuyến đi cực kỳ nhàm chán luôn, bởi vì chúng ta không biết làm cái gì hết cho đoàn khách. Đấy, từ cái những cái việc mà phục vụ, từ cái việc thuyết minh chào đoàn, hay là những cái nghiệp vụ cơ bản, hoặc là những cái chuyện mà chúng ta tiếp xúc với khách mà chúng ta hoàn toàn không biết, thì dĩ nhiên những hướng dẫn như vậy thì xem những cái chuyến đi đó là thực sự là nhàm chán. Và họ thậm chí đã nhàm chán rồi, họ còn mong cho những cái chuyến đi đó thật sự là kết thúc thật là mau, thật là lẹ. Bởi vì họ thật sự là ngại tiếp xúc với du khách, họ ngại gặp mặt khách, họ ngại nói chuyện, vân vân. Tất cả những thứ đó làm cho chúng ta thiếu tự tin càng ngày càng nghiêm trọng. Chính vì những yếu tố đó làm cho chúng ta có những cái chuyến đi không được thành công, không có được tự tin. Chúng ta cố gắng làm sao để mỗi một chuyến đi là một cái niềm vui khác nhau. Mỗi chuyến đi là mỗi một lần chúng ta sẽ học hỏi được những cái điều mới, những cái điều thú vị. Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi.